Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món chả gân chay. Mình gói lát, chả làm xong thì dai, giòn từ tàu hủ ki, nấm mèo. Và mình có thể ăn liền cùng muối tiêu chanh kèm rau găm, hoặc là đem chế biến được nhiều món khác. Như khi mình hấp xong rồi đem chiên, rồi kho tiêu. Đặc biệt miếng chả thì rất là săn chắc và dẻ chặt nha các bạn. Đây là tất cả nguyên liệu thì mình có 3 lá tàu hũ ki khô, 60g nấm mèo và một miếng đậu hũ trắng. Về phần gia vị thì mình dùng một thìa canh hạt nêm chay và nửa thìa cà phê tiêu xay. Nấm mèo thì mình sẽ ngâm cho mềm. Đến phần đậu hũ trắng sẽ tán nhuyễn cái phần đậu hũ. Tán nhuyễn xong thì mình sẽ dắt cho khô cái phần nước còn lại. Còn đây là lá tàu hũ ki khô thì mình đã lấy cái phần viền cứng ra rồi và không có sử dụng, cắt ra những miếng cho vừa. Khi cắt xong ngâm tàu hũ ki dưới nước là 10 phút nha các bạn, để cho tàu hũ ki mềm. Rồi bắt một nồi nước lên nấu cho sôi, để tàu hũ ki vô để mình luộc cho cái phần tàu hũ ki này vừa chín tới. Tàu hũ ki khi ngâm dưới nước xong rồi mình sẽ rửa lại nhiều lần dưới nước sạch rồi để gáo, rồi mình mới đem đi luộc nha các bạn. Thì đây phần tàu hũ ki gì được rồi đem ra ngoài rồi để cho thật là gáo cái phần tàu hũ ki. Còn nấm mèo trắng này thì khi ngâm nở mình cũng rửa sạch rồi, sẽ cắt mỏng ra. Mình làm cái phần chả gân chay này có sử dụng cái nấm mèo trắng này á, phần chả sẽ được giòn ngon nha các bạn. Tàu hũ ki thì giờ cũng gáo phần nước rồi, thì mình sẽ đổ vô cái thau để trộn làm cái phần chả. Rồi cũng cho đậu hũ đã tán nhuyễn vô. Với nấm mèo đã sắc nhỏ thì các bạn có thể thêm nấm tiết vô cũng đều rất ngon á. Mình nêm gia vị như là tiêu xay, hạt nêm chay, rồi trộn đều cho tất cả đều lại với nhau. Còn về cái phần gia vị thì các bạn nêm sao cho vừa hợp khẩu vị gia đình mình nha. Thích ăn có cái phần tiêu hạt thì mình thêm cái tiêu hạt vô. Mình làm chả từ tàu hũ ki như vậy thì chả rất là dai. Và mình sẽ đi gói cái phần chả. Ở đây thì mình có chuẩn bị một miếng lá chuối đã phơi nắng cho mềm rồi. Rồi mình để vô đây một lượng tàu hũ ki vừa thôi, chứ cũng đừng có quá nhiều á, tại vì mình làm cái đòn chả nhỏ. Xong rồi mình sẽ gói lại cho thật là chặt, rồi bẻ hai đầu lại. Tiếp tục mình cũng dùng một miếng giấy bạc, rồi để cái phần chả đã gói lá chuối lên. Mình cũng gói, rồi cũng bẻ hai đầu lại á, mình làm cho thật là dẻ chặt nha các bạn. Chả thì mình làm dẻ chặt như vậy, khi mình hấp xong chả rất là săn chắc. Rồi tiếp tục mình làm đến khi nào hết thì mình cũng cho tàu hũ ki vô rồi gói lại. Rồi cũng để một miếng giấy bạc, cũng gói lại cho thật là chặt.
Khi tất cả phần chả đã gói xong, mình sẽ để vô cái xửng rồi đem đi hấp. Mình hấp là 35 phút nha các bạn. Mình đậy nắp lại cho mau được chín. Thì phần chả mình hấp được 35 phút rồi nha các bạn. Rồi mình đem ra, mình để cho nguội. Giờ phần chả đã nguội rồi, sẽ mở ra cho các bạn xem. Chả mình để nguội như vậy, khi mình mở ra rất là dễ. Phần chả khi mình gói lá chuối thì khi hấp xong rất thơm cái mùi của lá chuối. Giờ mình sẽ cắt những cái miếng nhỏ. Chả khi cắt xong thì bên trong có nấm mèo, tàu hũ kỳ, dai, giòn. Món chả găng chay này thì mình ăn kèm với một ít rau găm. Ở đây thì mình có chuẩn bị một ít rau găm với muối tiêu chanh. Thì mình cũng có thể ăn với đồ chua hoặc là kiệu. Và món chả găng chay thì mình cũng vừa làm xong rồi. Món chả này thì mình ăn với rau găm kèm với muối tiêu chanh. Đặc biệt miếng chả rất là dai, ngon và săn chắc. Khi ăn bên ngoài dai, còn bên trong giòn dai từ nấm mèo như tàu hũ kỳ, ăn rất ngon nha các bạn. Lạ miệng khi ăn có cái mùi thơm của lá chuối. Các bạn làm thử cái món chả gân chay gói lá này, ăn ngon lạ miệng lại không bị ngán. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.